cái nhà phụ ủng hộ dì ba đi con, mấy em mấy con bữa nay dì ba ra nhiều quá làm ra thế. Hôm nay là ngày đi làm nên cái điểm bán cua của dì ba nó cũng không có quá đông khách. Mọi người mua cua rất là dễ dàng, không phải đợi lâu như những cái ngày cuối tuần. Không, bây giờ là 1 giờ rồi nhưng mà mâm cua còn rất là nhiều. Hôm nay rất nhiều cua. Hôm nay rất là vắng vẻ. Rồi mua chảo thùng cua ra kia. Hôm nay hầu như không có khách. Không khí rất là vắng vẻ. Hầu như suốt khoảng 10 phút trôi qua là không có khách. Lâu lâu mới có một vị khách như thế này. Vâng, vị khách rồi cũng rời đi. Và cũng còn rất là nhiều cua. Hôm nay cuối tháng. Vâng, cũng có thể là hôm nay là ngày cuối tháng nên mọi người không ăn cua nhiều. Vâng, đây không phải là khách mua cua mà khách đến đổi tiền. Mua cua chú ơi. Đây là một cái cảnh tượng khá là hiếm gặp ở mâm cua dì ba. Khách không có mà chỉ có người bán thôi. Người bán ngồi mong chờ khách đến. Anh ơi, ăn cua anh ơi. Hôm nay thì người bán rất là thảnh thơi. Vì ít khách, công việc rất là nhàn hạ. Đến hơn 1 giờ chiều rồi nhưng mà cái số cua ở trong
thùng còn rất là nhiều. Vâng, anh chị này đến mua cua nhưng mà chưa thấy dì Ba nên chưa mua, đợi dì Ba ra rồi mới mua cua. Vâng, dì Ba ra rồi đây các bạn. Đừng, anh em dì Ba ra rồi nhưng mà cua còn rất nhiều. Vâng, đây là chị ra mua ủng hộ dì Ba 6 ký cua, 5 ký cua. Vâng, chị này ra mua 5 ký cua. Người nhà của chị này thì ở Mỹ, nhờ chị này ra lấy 5 ký cua. Trong những ngày ế ẩm như thế này thì có những vị khách như thế này thì thật là đáng quý. Trước đây thì chị này cũng đã từng đến mâm cua của dì Ba mua 5 ký rồi. Bây giờ lại tiếp tục ủng hộ 5 ký nữa. Người nhà của chị này thì ở sống ở bên Mỹ nên mỗi khi mà dì Ba bán ế thì cái người Việt kiều bên Mỹ này nhờ chị này đến lấy dì Ba 5 ký cua. Thank you.
Vâng, những vị khách có những cái nghĩa cử rất là đẹp, luôn ủng hộ dì Ba khi dì Ba cần hỗ trợ. Vâng, vị khách này đến ủng hộ 4 ký cua. Trong lúc dì Ba ế thì ủng hộ 4 ký cua. Bốn ký cua này thì được chia làm 4 bịch, mỗi bịch 1 ký. Thời gian 1 giờ 25.